Đây bác chuyển khoản đủ luôn anh em ạ. Gửi cho một bác khách anh ở Thanh Hóa nhé, ở Thanh Hóa anh lấy một combo đó là LX6 và BF700. Thì với cái combo này thì nó tròn là 5 triệu anh em nhé, tròn là 5 triệu và rất nhiều anh em đã sử dụng cái combo này rồi. Cái đầu tiên là nó dễ chỉnh anh em nhé. Với cái tầm tiền này thì anh em có thể thêm một chút nữa, anh em có thể lấy vang số của bên em nó chỉ là 3,3 triệu thôi, nhưng mà nhiều anh em thích con vang này. Cái đầu tiên là nó dễ chỉnh anh em nhé, nó dễ chỉnh là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó cái tiếng của nó rất là hay, nó như vang số anh luôn anh em nhé, tiếng hay như vang số, tiếng nhạc cũng rất là hay và nhiều kết nối như là AUX2, AUX1 này, có Bluetooth này, có USB này, này USB này anh em nhé. Anh em chuyển mode có optical này, tức là cổng quang kết nối với TV. Hoặc là ở đây thì em đang dùng AUX1. Thì anh em có thể là tham khảo với cái con vang này. Cái con này thì cái giá của nó là 2,8 triệu và tất cả anh em có thể nhìn ở đây. Nó có thể là tinh chỉnh anh em nhé, tinh chỉnh rất là chi tiết ở đây anh em nhé. Có nghĩa là có đầy đủ như delay, repeat, reverb anh em nhé. Và những cái thông số này thì anh em có thể là chỉnh ngay trên này để nó hiện luôn thông số anh em nhé. Đấy, thì nó rất là dễ anh em nhé. Vợt viết là cực kỳ là ngọt. Đấy, con này thì rất là ngọt. Có luôn cả phần nâng tiếng exciter cho phần mic anh em nhé, có chống hú luôn. Ấn vào thì nó là on, nhả ra thì là off, nó không có hiện cái gì nữa. Rất là tiện đúng không ạ? Và con này giá chỉ 2,8 triệu thôi. Anh em thử nghe qua, em chỉnh qua nhé cho bác khách này luôn. Anh em nghe nó cũng mượt chết rồi. Đây là không dùng chống hú nhé, đây là dùng này. Đây là không dùng chống hú luôn. Thì anh em nghe cái chất ôm có echo, có reverb, nó rất là mềm đó. Tự nhiên là cô con chuồn này đậu ở đây này. 1 2 5 6 7 8 9. Đấy, anh em nghe cái chất âm nó rất là rẻ. 1 2 5 6. Cái thứ hai là bác lấy là một con BS 700, là một trong những cái con vang, xin lỗi tất cả anh em, là một bộ mic giá rất là bình dân nhưng mà nó rất là nhiều các công nghệ, ví dụ như là con này có cảm biến gia tốc, cảm biến tự ngắt anh em nhé. Và quan trọng nhất là cái tai mic của nó rất là đẹp anh em, bằng nhôm, tai mic này bằng nhôm và cực kỳ đẹp anh em có thể nhìn những cái anh em có thể nhìn thấy nó đẹp không, chi tiết không? Chỉ với 2,2 triệu thôi anh em nhé, 2,2 triệu anh em sở hữu được cái một bộ mic mà cái chất liệu của nó làm đẹp. Cái thứ hai nó có cảm biến gia tốc, cảm biến tự ngắt và cái chất âm của nó thì như anh em đã nghe đây đấy, chất âm của nó khá là vừa dày tiếng anh em nhé, vừa dày tiếng vừa chắc tiếng. Ok chưa? Thì ok, bây giờ sẽ giới thiệu luôn với anh em, em sẽ hát thử luôn với thiết bị đó là trên cục đẩy MA1003 với công suất 1300W một kênh và cặp loa đây em sử dụng cặp loa bát 40 tiêu kép 15 anh em nhé, không dùng súp anh em nhé. Và với cái cấu hình như này thì anh em có thể rất là dễ chơi. Nhiều anh em sử dụng cái cấu hình này rồi, vang LX6 đẩy MA2003 và mic BS700. Nó không quá nhiều tiền nhưng mà nhìn nó rất là đẹp, nó đồng bộ với nhau anh em nhé. Và quan trọng nhất là cái con vang LX6 này tiếng nó rất là hay. Và thêm nữa là cái mic này nó rất là vừa tiền anh em nhé. Chọn bộ hai thiết bị này nặng là 5 triệu và bên em là đã bao ship anh em nhé. Anh em thông cảm và đang có điện thoại. Đang có điện thoại anh em nhé. Rồi ok, không để anh em chờ nữa thì em sẽ hát thử chân lương cho anh em. Anh em nghe nó dẻo chưa? Sẽ hát thử luôn anh em nhé. Rất là sáng rồi, không giống trống hú luôn nhé. Thao thức vì em xót xa.
Tiếng nó rất là thật, tiếng rất là sáng anh em nhé. Đấy, thì với một combo này thì em test gửi cho bác khách, gửi xe luôn anh em nhé. Với trị giá là 5 triệu hai thiết bị. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem video, hẹn anh em những clip lần sau nhé. Xin chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.